có một người bạn xấu, tu hành thì phải trải nghiệm, để có một ngày cái họng con ống ra rắn đó. Lúc đó con sẽ không còn bị sư nữa, thấy được mắt của mình mũi mình nó ra con sâu, con chuột, con bò ghê quá, thấy cái bụng mình nó giống như con gân, thấy chuột thì là có người nó sống mình phải không, giúp mình đó. Hay rắn là ba bạn xấu, thấy mình sai thì là tốt, thấy nước tốt, Phật là tốt. Không có gì mà lo tu hành, cái gì nó cũng lướt qua lướt qua. Nhỏ, không có gì nó quan tâm. Xưa bị bệnh vậy mà giờ đọc kinh thiên tâm hết bụng. Rồi lúc đó tâm còn bền vững thầm, đến lúc mà bên trên thử thách đưa một cái sự việc về ra thử thách. Cái lúc đó cầm cuốn kinh nặng quá, cầm không nổi cái dễ đãi. Lúc đó sẽ có ngày đó. Nhưng mà cái lúc mà mình biết hết, lúc đó mới là khó, rất là một keo để mình vượt qua. Để giữ cái lời nguyện lúc ban đầu. Lúc ban đầu nào mình phải nhớ, ai cũng vậy, phải có cái lời nguyện. Lúc nào cũng không biết vui mấy con này đi tùm lum này, chỗ sang trọng này, chỗ bình dân. Lúc nào cũng nhớ trong đầu là lúc mà rời khỏi thiên đình á, lúc nó về á là nhất định phải làm cho cái trái đất này trở lại sự công bằng, rồi mới được về trở lại. Cái lập nguyện đó lúc nào cũng nhớ, nên chút xíu gì cũng quá dám làm sai. Qua nhiều thử thách, giờ cũng lúc nào cũng thử thách. Mình già cận tử nghiệp nó không bớt, cái còn hơi thở, còn thấy mặt trời là còn thử thách. Mình nhớ dầu cho cái thử thách kiểu nào, tâm cảm cũng kinh rồi, mọi chuyện rồi. Mỗi ngày khách thì đọc trong đó, chuyện lớn quá nhỏ, chuyện nhỏ quá không, cũng qua hết. Có gì phải lo, khi biết tu là không có gì phải lo. Biết tu rồi giống như con ở trong cái nhà này qua mình là không có ra ngoài đó lạnh, an toàn. Mấy chị gì hứa thánh phụ hội đồng tu thật với Thiên Long Bát Bộ mới dịch thần. Ở đây cũng có ông thần, thì khi mà ai mà là đại tử Thiên Tâm, đeo dấu Thiên Tâm thì tất cả các nơi dầu cho lạ, chỗ lạ đối với mình là chỗ lạ, nhưng mà sự mấy ông thần biết bụng ở bên kia thế giới có một thôi, thì là gia hộ cho những đứa con họ thiên, gia hộ cho những ai mà đeo dấu Thiên Tâm, đắp kinh Thiên Tâm. Không có gì phải lo, đi đâu trên qua địa cầu này cũng đều là Thiên Tâm. Bây giờ là mai mà con có đi qua Africa, cái ông thần ở trong cái rừng Amazon Africa, ổng cũng phải gia hộ thôi, tại ổng biết mình. Ở vô hình họ không có phân biệt vóc vàng, ở vô hình chỉ có biết một mình cha nó là Thượng Đế, là những người sứ giả của Thượng Đế, họ biết rõ. Nên bất cứ vùng đất nào họ bước tới là những gì đó phải ra chào họ. Ở đây cũng qua ăn kiếm, người Mỹ ví dụ như mình qua bên đâu chầu, qua Pháp nó nói mình Việt Nam, Mỹ nó kỳ thị. Với thế giới kia là không có, còn thế giới mình nó dị biệt nhiều quá, phân biệt chủng tộc, quốc gia, người nghèo, người giàu. Từ đó đó mình mới có cái sự nghi kỵ lẫn nhau, rồi mới phòng thủ phải tốn tiền phòng thủ, phải đi chế vũ khí, rồi ích kỷ. Giờ mấy ông Mỹ này nhìn mặt phụ nó coi đâu ra gì đúng không, mà sau này tụi nó quản hồn hết. Tụi có dặn lại là ngày sư phụ về trời không ai được lấy tượng hay là làm tượng hay là lấy hình thờ không, nhưng mà họ cũng vẫn làm. Một điểm thánh dương lúc cần, không phải là lúc nào cũng thú, phải có chuyện đại sự mới thú. Giống như chuyện cực kỳ quan trọng, trái đất đang con người đang bị hủy diệt thì sư phụ mới ngồi này. Bộ mà không ngồi ở đây mang thân người này bữa Liên Xô sẽ không có sụp đổ, tức là cộng sản
trọng chứ không có bị suy yếu như ngày hôm nay, sắp sửa suy tàn luôn. Rồi nó sẽ lấy hết quả địa cầu này một màu đỏ. Nhân loại sẽ không có biết trời biết Phật là gì hết, cũng sẽ không có cái đạo mới thiên tâm ra đời để thống nhất tất cả các đạo. Rồi từ đó nhân loại sẽ từ từ chỉ có hận thù về giết nhau thôi. Và những cái thể chế vô thần họ sẽ đập hết tất cả các tượng trên thế giới, tượng Chúa, tượng Phật, tượng ông trọt qua sơn tanh, thì những cái đó nó sẽ trỗi dậy nếu không có thu hụt ngồi này. Thì ngày nào thu hụt cũng monitor cái quả địa cầu với nói chuyện gì với cha ở trên nó, mấy vị mới thấy những cái lời yêu cầu của thu hợp lý á, thì mấy vị mới phản xuất chuyện nó không xảy ra. Giống như sư phụ Hổng Lanh Trí năm 2018 lập cái đàn thấn khóc xin mẹ xin cha là hôm nay mình có bông tử rồi nó còn, bữa giờ nó đánh đầu trầu quá trời mà đâu có bông tử, thua bảo đảm là không có. Mọi chuyện nhiều thôi, là con nghĩ nhân loại sau này phụ về trời họ thương phụ, đừng nói chỉ những cái chuyện khác chưa là chuyện nó chỉ lập lại cái đạo. Rồi thêm mấy cái chuyện mà nếu một bữa ông với phụ là nghe là nó quýnh quýnh lão châu là không còn bóng người, tại phụ nhất định phải chống chọi với bà Venga, mà nó lão châu sẽ không có bóng người. Phụ bà nói sai, bà chỉ nói chút 50% thôi. Tôi là người trời, tôi đi xuống. Hôm nay tôi là tiên tri thứ thiệt, nó sẽ còn bóng người. Hôm nay Âu Châu vẫn còn bóng người. Cái thằng Nga thua. Thế là bữa mà thằng Nga mà đánh trước men rồi là coi như là xong luôn á. Đánh tiếp tục nó đâu có ngừng. Đó chỉ là cái cổng đầu tiên nó diện cớ đánh thôi. Hôm nay thì hết lực của Nga nó yếu. Thì nó yếu giống giờ là năm kẻ là giống như là đầu 4-5 đầu rắn, bây giờ 3-4 đầu rắn bây giờ coi như là bị sức càng nghỉ rộng. Còn cái đầu rắn cuối cùng là đầu Đình Cộng bữa nay nó tiên chiến là sẽ đánh nó không. Kim Nhân Uẩn bữa nay bắn hòa tiễn qua bên Nam Hàn quá trời luôn phải không. Đình Cộng cũng căng như là rồi sẽ đánh thì nó là năm rồng rắn, rồng là năm tới, năm 24 là rồng đúng không? Rồng rắn máu đào chỉnh ghê, Việt Nam sẽ có máu đào chỉnh ghê. Rồng thấy bao nhiêu chuyện những gì vừa nói, nếu mà người mà có chút xíu tư duy á, có chút xíu đầu óc thôi, học lớp 3 cũng được, chứ không có cần mà học tiến sĩ thạc sĩ như mấy đại ca mà đội bằng cấp giao đầy nhà mà không giống như bị điếc, không có hiểu gì chưa. Con lộ cơ con nói cho họ hiểu để mà họ được sống còn. Bề trên con không muốn hại họ nữa, tại vì con đã sinh cho họ rồi, thì họ cứ chống chọi lại với con hoài mà cứ như vậy hoài thì dân lại khổ. Mà muốn cho mấy đại ca mà đầu hàng với cha đó thì chỉ có làm những cái đấu cái thất nghiệp cái bệnh. Ai là người chịu thì dân chịu, thì dân nó dân ở trong cái quốc gia đó, nó cha mẹ lãnh đạo, cha mẹ làm sai thì con chết. Thường mỗi lần đói chiến tranh con thấy những đứa trẻ em chết trước đúng không, người lớn đúng không, mà nó yếu hơn thì con dân nó cũng giống như là có gia đình lớn gia đình nhỏ vậy. Chạy giặt người lớn có sức chạy nít chạy không kịp. Nói chuyện u sầu của sắp sửa xảy ra của nước Việt, nhưng mà cái khí hậu á, cái gì nó sẽ trở lại bốn mùa như xưa. Bữa nay nó chưa có trở lại đúng giống như thời xưa. Chỗ nào cần có tuyết thì nên có tuyết, chỗ nào như sa mạc không có cần nước, không có cần phải lũ lụt. Gần đây mà thấy trong vòng 2-3 ngày nay á, nhiệt động đất, máy bay nổ, hành hủn giờ nó bắn qua tiễn quá trời. Trung Cộng đầu năm tặng cho Mỹ ta nói, thường đầu năm á, Tập Cận Bình chúc mừng Biden, chúc mừng nước Mỹ, chúc mừng ngài mạnh khỏe và vạn sự bình an, vui vẻ như ý đại khái không? Tập Cận Bình chúc mừng
tao sẽ đánh mày đó. Có ai mà đầu năm để chúc mừng kiểu đó à, đầu năm là tiên chiến liền ngay mùng một đó. Giờ cái thế giới những người lạ thì bao nhiêu chuyện lạ, mà sư phụ cũng có người lạ nói chuyện lạ. Ngày nào sư phụ cũng về trời để mà nói chuyện với trên cái chân hồn ba về, cũng đi về Việt Nam bàn thảo với mấy vị chuyện này chuyện kia, cũng nói chuyện với mấy ông thần cũng chuyện thường xuyên, tại mấy ông là người lo cho nước Mỹ, cũng nói chuyện với mấy ông thần nước Mỹ, tại vì ba ông là bự nhất, mà cha giao phó lo cho sư phụ đó là ông George Washington là vua nước Mỹ, ông Quan Công là vua nước Tạo, ông ngài Trận Đạo. Ba vị này là đang điều khiển cái quả địa cầu này nó chỉnh trở lại. Ở nước Mỹ là coi như là mạnh nhất, nước Tàu cũng là mạnh, nước Việt là vì có Phật đầu thai xuống, có thiên tử đầu thai vô, có cái đạo. Cho nên ba ông này là giống như là quan trọng, mỗi lần họp với cha thượng đế ba ông này để làm sao tiêu diệt Tập Cận Bình, tiêu diệt Biden. Ngồi dùng một chữ tiêu diệt Biden đó, thấy anh thấy bề ngoài là hai nước là không có giống nhau, nhưng mà về hai cái thần hồn của hai ông nội này là cùng phe bên kia tính là cái thần hồn chứ không có tính cái quốc gia hay cái sắc phạm nha. Biden với Tập trong mấy hàng đệ tử họ chiến thế giới các triệu người á, cộng lại Mỹ cũng mấy nghìn người đúng không? Âm thầm thì tôi không biết, thì mấy vị không có tính âm thầm, mấy vị tính những người đã hiểu và đã tin và đã quay đầu lại. Nhưng mà hơn không nữa số đó thì nghe thượng nói thì cứ đại đó, nhưng mà tại vì mấy con đâu phải là những nhà có thành thông đâu mà kiểm nhận cũng làm được rồi. Rồi những cái kế tiếp xảy ra thì cái kế tiếp nó sẽ có những cái vị Phật tiên khác nữa sẽ hiện lên nữa. Nó sẽ có một cái cuộc hội Long Hoa đó. Khi mà có hội Long Hoa đó, hội Long Hoa thì trong kinh nói, nhưng mà Phụ cho là một cái cuộc họp toàn thế giới những người yêu nước, trong đó sẽ có Đức Thầy sẽ là chủ trì của đó nữa. Lúc đó tất cả những gì Phụ nói là chúc trăm mật trăm, nước Việt sẽ thay đổi rất là mộng nhiệm, là coi như là về phần những gì vừa nói năm năm là chúng đó. Bây giờ nó chúng chỉ có chính cục thôi, còn họ thiên thì cứ lửng lửng nó cũng ok, chờ đi. Ở Việt Nam là những cái người ta, những người mà tin sư phụ tuyệt đối, những người đạo và ảo, và đồng thời cũng đang giống như nhìn cái cảnh đây trời quá, thì họ đang có họ tin. Còn những người đạo Phật chúng lửng lửng là lờ, công giáo thì là lờ lửng lửng, còn người bình thường thì cũng tân tân tưng tưng, nhưng mà đa số là không có chửi là phụ, chỉ có một số chửi là những số mà đảng cộng sản lập ra, nó dựa vào tiên cơ, dựa vào thánh cơ, nó lập ra tiên tử giả, lập ra mấy chục năm thì giống như mình biết ai rồi đó. Rồi tới ngày hôm nay tự nhiên có thằng tiên tử thiện nó xuất hiện, nó lấy hết những cái hot lot, những cái công trình của họ làm chế ra này nọ rồi ban bệ của họ, rồi cái họ bị sốc. Nhưng mà phải có giả mới có thiệt, cũng nhờ họ mà hôm nay nhiều người mới biết, người ta mới biết, người ta nhìn đó, người mà biết giả thì phải nhìn, người ta phân tách. Trên đời này đâu có ai một người có tiền mà đi làm mấy cái, đi nói mấy cái chuyện hư ảo này, rồi lại không thích làm tiền, rồi lại đi qua cái ngành tâm linh này, dùng chữ cái ngành đi, ngành nghề đó. Rồi tự nhiên vợ con đàng hoàng, giàu có không muốn, tối ngày cứ lén vợ đi ngồi thiền, là chú Hùng lén với cái bà sư mẫu cũ hả, cả năm trời đi học đi tu á, ở đâu có chịu đâu. Rồi building thì 4-5 cái, tự nhiên lấy cái building đi mở chùa, bả nổi điên mỗi ngày, bả qua bả chửi mấy ông thầy. Ở đâu có biết tu, bả đạo ông giáo hả? Một bên thì Chúa tha, một bên thì bị nghiệp á, cao lắm.
nên lên mấy đứa con lớp tiếng hụt nó đạo hiện giờ nó động thì xin nè làm mấy cái chuyện dị ứng đó mà rồi nhân viên rồi nó chửi mày rảnh quá tao làm tiền cho mày rảnh cho nên bị bao nhiêu trăm nghìn đám cai rồi mấy Mỹ nữa tại cái hàng cái chùa của mình hồi xưa nó là công ty phải không bộ ngăn ra là bỏ máy vô mấy Mỹ nó qua nó o địch hẹn chỗ cái chỗ mày làm tiền mấy cái gì mạch mà tự nhiên mày dùm còn thờ trong này thờ cúng nữa anh professional chỗ kỳ đó tụi nó quậu nó tưởng là mày đặt đồ tao làm em đặt thôi tao sau đó từ từ cái hụt mới đi mua cái bình bây giờ nè là 150.000 cho biết nó mới dọn ra ok rồi mày không có muốn tao vừa tu với vừa làm tụng chỗ hôm nay tao làm riêng được không thì là mình mới có chỗ riêng đó rồi cuối cùng á vừa bước vô thấy cái bức tranh màu xanh mình vẽ nó còn chửi nữa mày dọn qua đây rồi mày còn đấy không vậy đó tại chỗ cái này không phải của tao cái này là của God thì tao làm việc cho God thì đâu cũng có dấu hiệu của God người cũng tạm được đi cái nó cho bức tranh này cũng giống như là bức tranh đẹp đẹp đúng không ok để mua núi cũng là tiền thi linh không danh không lợi không nhận động gây quỷ không mới tới ngày hôm nay cũng không có xin ai đồng nào lại xin là bị nghiệp trả nợ quỷ không có chính trị nghĩa là mình có cái ẩn ý sau lưng mình dùng từ thiện mình dùng cái bề ngoài mình hiền từ rồi cái mình bên trong mình mưu mô để mà vận động để mà lấy lá phiếu thì thua không có cái tâm đó thì cho hội đồng không có chính trị cái nhiều người đó ủa bắt đầu mày nó không chính trị sao bây giờ nó cơ trời khác cơ trời cái số mệnh tôi nó đi như vậy là tôi đâu có muốn hay là vận động gây quỹ hay là người ta bỏ phiếu mình cái gì đó nhìn đi giờ thí dụ như thường nói chính trị ngay lúc này thường có thể có người tính cả nước Mỹ thường có thể lấy cái chức chủ tịch cộng đồng San Jose người Việt là thường kêu người Việt bầu là đưa trên 1.000 người thôi là có officially làm được rồi. Còn mấy ông chủ tịch này là mấy ông cộng sản đưa ra tự mấy ông có 5 người ngồi ăn trong cái nhà hàng ông bầu nhau không à dân không có bầu ông chủ tịch cộng đồng này đâu dân ghét lắm tới phút này là tới phút cơ trời đi giờ chó và bây giờ đảng cộng sản bắt buộc đi như thầy thánh thì mấy vị mới kêu thụ mới đi tuyên bố là sau này là phải để thời vua Kiệt hồi quý coi như là ông thợ mộc ông đặt trùng tên đi dầu cho cái đó có trùng tên đi nữa nó cũng là một cái tên bây giờ chẳng lẽ cũng kinh đức thầy nói cái nóng nảy sang chi hưu việt phải đợi thời vua Kiệt hồi quy nghĩa thằng Kiệt nào nữa đâu có ông nào Kiệt nào đâu hiện giờ không lòi ra đi không rồi trong đó là tất cả những gì mà hôm nay phụ lên mạng nói trên truyền thông nói điều là từ ở trong kinh đã nói cái nghìn năm mấy trăm năm không không phải là mới gì đâu để mà khi mà cái thầy thiền ích của thế giới chìm trong đó nó đi chung luôn cái thầy thiền ích bé bỏng của Việt Nam thì từ đó dân mới biết được là cái định mất tại vì cái dân trí Việt Nam bị nhồi sọ 50 năm họ rất là thấp họ không có hiểu gì hết họ chỉ là cái bao tử thôi và cái xe xua cái vật chất bề ngoài họ không còn nhiều cái đạo đức hay là hiểu nhiều về tâm linh cả biết về cha là ông trời mỗi ngày họ kêu trời mỗi người thiết kêu trời 10 lần á mà có ai biết cha là ai đâu tôi với là người nhắc lại thôi hôm nay có nhiều người biết thì huống hồ chi minh dương con ông trời làm sao họ biết ông trời cả hàng chục nghìn năm mà họ còn quên ông trời mới xuất hiện cái năm mấy năm làm gì mà họ biết nên rất là khó nhưng mà lại là dễ nên khi họ tin rồi thì họ sẽ quay đầu họ sẽ biết sợ họ thấy quá sức những cái chết gọi là vô thường một mùa Covid người chết không kịp từ chối với thân nhân
những mùa Covid con thấy mấy cái hẻm á nó gào lên hết, không chết Covid cũng chết chết đói, thấy cái mạng sống người rất là mong manh. Thì họ nghĩ lại thì coi như cái ông khùng khùng điên điên này, ông thấy chúng nó nghe lửng lửng lờ lờ đi mà nó là thiệt, không có cái gì gọi là giả tiên tử hay là minh dương giả. Họ không có nhìn thấy mấy ông rồng trên trời như mấy con ở vùng Bắc Tây Ly, họ không có nhìn thấy những cuộc hội họp giữa chính phủ với thiên địch, thì coi như mà họ quên mấy cái phần phụ cho mấy con biết hết. Rồi họ không có biết được là trong tay chính phủ có cuốn kinh thư của bề trên dạy là cả mấy trăm trang, những lời trong đó chính phủ chỉ lặp lặp ra thôi, nói trên mạng này thôi, là nó rất là hữu ích của một số người nha. Tại có số người nó không có nằm trong lĩnh vực đó thì họ không hiểu, nhưng mà những người mà hiện giờ là giống như sắp bị chết, sắp bị mất tài sản, đang nằm bệnh hay là bị gì á, chỉ cần nghe một chữ thôi là có thể cứu được. Họ mới ngồi, họ mới suy nghĩ, ủa tại sao nước Nga mạnh bây giờ nước Nga lại yếu, tại sao thời tiết hôm nay lại thay đổi ta, chỗ này là có tuyết mà lại không có tuyết, rồi ở bên sa mạc lạc đà đúng ra nó ở trên sa mạc làm sao nó bị lụt lụt nó trôi, rồi tại sao bị sóng thần động đất, tại sao hài quai bị cháy nguyên cái đảo luôn núi lửa, tại sao kali này là bị cháy bữa giờ mấy năm cháy liên tục, cái lửa trong lòng đất nó nóng quá chứ không phải là lửa ở ngoài, nhưng lửa gọi là hồng thủy mà. Trong những kinh điển đó là đến thời mà Đại Hồng Thủy, bây giờ mình là Đại Hồng Thủy. Rồi tại sao Trung Cộng mười mấy năm trước mạnh, cả Obama cũng phải đi phía sau cánh cửa máy bay, mà hôm nay Trung Cộng bây giờ dân lại đói, rồi thiên tai lũ lụt ở Trung Cộng khủng khiếp, hạn hán, rồi nạn châu chấu, rồi nạn bò, rồi cái gần nhất là nạn Covid-19, tức là China, Covid đó chúng ta là China Overnight, chữ C là China nha, chữ Covid chữ C là China, chữ O là Organization, tức là một cái hệ thống, chữ V là Virus, thì là đại khái có chữ C là China, mình cứ nói là chữ Covid thì có chữ C là China, chữ 19 là năm 2019, đó. Rồi Trung Cộng á, nó có cả trăm cái lò thiêu mà đốt. Có ngày đó cái sư phụ hỏi mấy vị trên trời, sao Trung Cộng nó chết có mấy trăm nghìn người à, ít quá à. Nó láo, nó chết mấy chục triệu người á. Trời ơi, xác người mà thiêu mà cái mùi, cái khói mà lên tới thiên đình luôn á, thì làm gì mà mấy trăm nghìn người. Tại vì cái dân số nó quá đông, nó cho hồi đó Mao Trạch Đông giết 60 triệu người coi như không có giết. Bữa hôm nó cán vô cái Thiên Hàng Môn á, cả chục người á, một đêm một nó clean up sát người cũng y như là trà bông nó có, không có nhầm gì hết. Nó ghê lắm, ở nước Việt mình nó giết không có được là vì mình có người hải ngoại. Cha mẹ đã đưa 6 triệu người ở đây cho nên nước Việt mình còn ngắt ngắt. Bây giờ nó muốn giết 100 triệu người mình dễ hợp. Thì cái Covid đó, đó là cái Trung Cộng phải không? Rồi tự nhiên mối thù 2000 năm của Chúa, tất cả người Do Thái ngày xưa đó họ mâm cùng, họ giết Chúa, đóng đinh Chúa. Chúa mới có lời nguyền là tất cả các ngươi sẽ lưu lạc đúng 2000 năm. Sau 2000 năm các ngươi trả cái giả cái tội thì các người trở lại là sẽ trở về lập quốc lại. Cho nên người Do Thái họ được trở về, đúng ra cái dãy đất Gaza này là của người Do Thái, là vì người Palestine này, cái tội Hamas là lấy của người ta ở lâu quá rồi cái thành ra của mình, rồi thêm cái băng trình khăn lại binh vực tụi nó nữa. Do Thái chỉ có Mỹ binh thôi, nhưng mà hôm nay trong vòng 8 tiếng nó sang bằng nguyên một cái thành phố, là một cái sức mạnh quân đội cực kỳ hùng mạnh trên thế giới, để mà dằn mặt cả 5-6 cái thành trường khăn giống như Arab Saudi nè,
Syria nè, Iran rồi nè. Tụi mày đừng có binh cái thằng này nữa nha. Tụi tao cũng đủ sức để mà thắng. Thì hôm nay một cái app đó bắt đầu tụi nó realize là thôi giờ mình sống hòa bình nha, mình tuyển binh nữa để mình hợp. Thì là coi như là trong tương lai, hiện bây giờ nó đã thua rồi. Tương lai không ai dám chơi với Nga, thì cũng không ai dám mua vũ khí của Nga luôn. Coi như hai con rắn xong. Còn cái đám đầm lầy ở Mỹ này cũng là một thế lực ở trên nó, một thế lực mạnh. Đem ông Trump ra thưa cả trăm vụ kiện, thưa tàu lao không, cuối cùng ổng cũng vẫn hiên ngang, vẫn là thắng. Mấy con thấy có màu nhiệm hồi nãy kể okay, mấy chuyện màu nhiệm á là ba thế lực. Rồi ông Trump sắp sửa trở về tàu Bà Đốc. Không có cái ông Trump về tàu Bà Đốc, cái thế giới chúng ta sẽ không bao giờ có ngàn bình yên nữa. Nhưng mà công thức làm mỗi một khi một cái thế lực rất là cực kỳ mạnh, quan trọng, đó là thế lực quỷ đỏ, tức là búa liềm á. Tại búa liềm hiện giờ vẫn chưa có sang trang. Búa liềm chỉ là sụp đổ bên Liên Xô năm 85, nhưng búa liềm đã truyền qua cho bên Trung Cộng. Thì thằng Út, Tập, thì Việt Nam, Cuba sẽ chìm nữa. Thì tất cả những thế lực chìm hết. Thì lúc đó đó, những cái hiền nó mới trỗi lên lại. Tại sao nãy giờ thuộc kể những cái lạ lạ mà trên thế giới đang xảy ra trong vòng không đầy bao lâu? Hôm nay 5 năm nữa đúng không? Thì sư phụ cũng ra mạng 5 năm là bề trên kêu ra, sư phụ đã tái sanh là từ năm hồi bên Việt Nam rồi, năm 6 mấy rồi, nhưng mà chưa có được nói đến lúc nào mình sẽ làm gì làm gì. Đến lúc này là lúc cuối cùng của những cái cổ, thì nó chỉ cho nói hơi mạnh hơn, tức là và những ngày kế tiếp là những ngày gọi là hào quang tươi sáng lửa sẽ trỗi lên khắp thế giới. Mà đâu phải cái quả địa cầu này so với vũ trụ như hạt cát, cha chỉ cho có một người con xuống trần thời nay và cho lộ cơ trời. Ai lộ cơ trời người đó sẽ có phần lợi. Nếu mà không phải là con của mình không có được. Nếu người đó là người tu tập có một chút lực, chỉ lộ được cái phần của họ biết. Còn lộ này lộ cả một cái trái đất, cả cái vũ trụ, đâu phải là chuyện tầm thường mà được lộ. Tại vì giờ chót là phải lộ để mà cứu được bao nhiêu người thì cứu, từ trên không cân nhắc. Còn bình thường những vị thầy tu, những vị thầy bói toán, tức là cả những vị thầy lỗi lạc của thời xưa nước Tàu, ai mà lộ cho là bị kẹt. Còn giáo phụ là con cha lãnh nhiệm vụ để lộ, để mà cứu chúng sanh, chuyển lưng thánh dương. Chuyển là luân hồi, chuyển tức là cứ đi vòng vòng, luân là luân hồi, thánh là một, mà nói thánh thì chứ thật sự vô hồn không phải là thánh, là con của Thượng Đế, vị Bồ Tát. Dương là sư phụ ở trên trời, là thiên tử, là cũng là dương gia rồi, là xuống cái đất này cũng làm vua cũng nhiều nhiều nước nhiều lần. Thì cho nên sấm cơ thường nói cái danh từ đó là nói chung là gì, nghe thì ngọng lắm, nhưng mà thực tế cũng là một cái một người ngồi vậy nè, ăn uống bình thường.